khi mình cúng cho hàng địa cư thiên thì họ ăn như thế nào? Ờ, theo chú giải Kinh Pháp Cú thì có một số loài địa cư thiên Họ vẫn dùng những cái thực phẩm như mình. Ờ, nhưng mà cái thực phẩm đó là phải thực phẩm dân cúng cho họ và đó là thực phẩm thường hạn ví dụ như là cái những cái loại cháo thường hạn ví dụ như vậy nhưng cái vấn đề là ở trong chú giải kinh pháp cú thì có đề cập đến là những cái vị vị cư thiên đó, chỉ ở trong cái nơi mà nó mình gọi là nó tịnh tức là nó nó không có bị uh, cấu uế ví dụ như ở cái nơi đó, đó nó không có bị ô nhiễm À, nó thí dụ như là gần những cái bãi rác người ta bỏ những cái chất thải chất phế thải thì họ không có ở ở trong chú giải có nói cách để mà mình lập một cái đền thờ đó một cái đền thờ cho những vị địa cư thiên ờ à, nó là gì tránh ha. thứ nhất là mình tránh cái chỗ mà nó có chất thải ví dụ như cái chỗ đó mà có chó đó mà chó nó tiêu tiểu thì địa cư thiên họ cũng không có ở rồi cái chỗ đó mà người ta phóng uế người ta bỏ rác đó, thì họ cũng không có ở mặc dù mình nói họ thiếu phước nhưng mà thiếu gì thì thiếu họ cũng là chiêu thiên cho nên những cái chỗ mà ô uế họ không có ở rồi ngay cả cái chỗ mà nam nữ mà làm cái chuyện cấu uế thì họ cũng không có ở tại sao xin nhắc cái này bởi vì có những cái đền thờ mà cái người trong cái người trong giữ có khi là vợ chồng họ cũng ở trong đó thì như vậy mà họ nếu như họ có quan hệ đó thì địa cư thiên họ sẽ bỏ đi thành thử tại sao mà thời nay á, đền thờ thì có rất là nhiều từ xưa tới giờ thì tồn tại rất là nhiều nhưng mà cái số mà còn á, địa cư thiên họ còn ở trong đó nó rất là hiếm mà thậm chí bây giờ mình không biết là còn hay không còn cái chỗ nào mà địa cư thiên họ còn thèm vào đó ở hay không bởi vì thứ nhất là nó nó bị ô nhiễm à, người ta phóng uế người ta xả rác rất là nhiều rồi nam nữ họ làm cái chuyện ô nhiễm trong đó rồi trong chú giải pháp phú là còn kể là còn phải tránh động giao thớt kẹt cái đó động giao thớt ở chỗ đó là họ cũng tránh rồi tránh trẻ em lại mấy đứa con nít ấy, nó không có biết chuyện thành thử là kiên kỵ rất là nhiều kiên kỵ rất là nhiều à, à, thành cho nên là có một số có một số địa cư thiên họ vẫn dùng những cái thực phẩm loài người dân cúng nhưng mà do những cái điều kiện nó ngặt nghèo như vậy đó à, cho nên là thời nay rất là khó để mà thỉnh được mấy vị đó nhưng mà có những cái nó dễ hơn ví dụ như những cái loài mà càng thắt bà thì họ lại hưởng cái mùi hương hưởng cái mùi hương như cái mùi hương thơm hương tự nhiên ấy, hương tự nhiên chứ không phải là ba cái hương quá chất hương tự nhiên à, rồi um, chúng ta nhớ rằng chư thiên ấy, họ hưởng cái loại phước báo nó, um, nó tốt hơn rất là nhiều đó là gì đó là phước thành thử À, quý vị có muốn cúng, có muốn cúng thì tốt nhất, ha? tốt nhất uh, chúng ta làm phước và chúng ta hồi hướng phước đến họ. Đây là cách tốt nhất để cúng dường đến các cái vị trời. Chứ còn mình dân cúng thực phẩm thì cái chỗ của mình nó cũng nó ô nhiễm, làm sao mà họ chịu tới? Nên họ ở thành thử mình dân cái phước, làm phước, mình dân phước mình uh, hồi hướng cái phước thì nó an toàn hơn nó chắc cú hơn và nó thanh cao hơn Đúng.